Diệp Lâm Anh xuất hiện tại tòa án, tiếp tục tranh quyền nuôi con vì chồng cũ kháng cáo. Ồn ào ly hôn của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức vẫn chưa đi đến hồi kết vì tranh chấp quyền nuôi con. Sáng 5 tháng 7, đã có mặt tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để tham dự phiên tòa xét xử quyền nuôi con với chồng cũ Nghiêm Đức. Trong phiên xét xử hồi tháng 12 năm 2022, tòa án nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã phán quyết Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái, Nghiêm Đức nuôi con trai. Tuy nhiên, phía chồng cũ của nữ diễn viên đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để giành quyền nuôi cả hai con. Đi cùng Diệp Lâm Anh sáng nay, ngoài luật sư còn có bạn thân Ki Uy Ngô Mai Trang và quản lý của nữ diễn viên. Ảnh, Leon Trần. Trước đó, cả Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức đều không có mặt tại phiên tòa phúc thẩm giải quyết quyền nuôi con ngày 14 tháng 3, mà chỉ ủy quyền cho luật sư tham gia. Đại diện của Diệp Lâm Anh chia sẻ với truyền thông, cả hai bên đều giành quyền nuôi hai con. Nhưng chúng tôi không hiểu vì sao đơn kháng cáo của Diệp Lâm Anh không được xử lý, mà ưu tiên cho Nghiêm Đức. Ngày nộp đơn ly hôn cũng vậy, không hiểu sao Diệp Lâm Anh nộp đơn nhưng chỉ đơn của Nghiêm Đức được duyệt. Hiện tại, Diệp Lâm Anh đang sống cùng con gái Boring tại nhà riêng của cô, còn con trai B-Boy sống ở nhà nội. Nữ diễn viên thường xuyên cập nhật tình hình của con thông qua bảo mẫu, và cũng dành thời gian đưa Boring về thăm ông bà, chơi với em trai. Mặc dù nguyện vọng của Diệp Lâm Anh là nuôi cả hai con cho đến khi các bé trưởng thành hơn thì có thể đưa ra lựa chọn, nhưng phiên tòa xét xử vào tháng 12 năm 2022 phán quyết mỗi người nuôi một con đã khiến cô suy sụp.